xin mến chào tất cả anh em. Thì ngày hôm nay thì em có nâng cấp, đó là một chiếc vang số lưới 9 và một cục đẩy lưới acoustic LT4000 anh em nhé. Thì với bộ quy này thì trước bác thì cũng đã có một đôi loa cây rồi và một bộ micro sẵn rồi anh em nhé. Thì ngày hôm nay thì có nâng cấp bên em, đó là một con vang L9 và cục đẩy lưới acoustic LT4000. Thì với LT4000 này thì bác nâng cấp là để thừa, sau này bác sẽ dùng một quả súp hơi bass 50 nữa. Thì hai kênh này thì mỗi kênh sẽ đánh cho một quả loa cây được của bác này. Đấy, ok chưa, một quả loa cây. Và hai kênh còn lại thì đang trống. Thì sau này đánh súp 50 thì quá ok luôn rồi. Với vang L9 thì sẽ lắp cho bác những cái mốt, những cái chế độ để bác hát nó rất là nhẹ nhàng. Và con này thì có thể chỉnh tay hoàn toàn 100% như máy tính luôn anh em nhé. L9 này thì giá hiện tại là 4,5 triệu. Và LT4000 giá hiện tại là 8,7 triệu, nâng cấp 2 thiết bị thôi, đó là vang và cục đẩy cho bác cách. Thì đây, đây là loa cây anh em nhé. Trước thì sử dụng vang Lake FX9, bây giờ thì thay đổi luôn. Với đôi loa này thì nghe hát cũng khá là ok, anh em có thể nghe thấy loa cây luôn anh em nhé. Đấy, nâng cấp là rất là nhỏ gọn thôi. Thì ok, vang L9 4,5 triệu đồng, cục đẩy lưới acoustic 4 kênh và công suất đạt chuẩn lên tới 1000W anh em nhé. Giá hiện tại là 8,7 triệu đồng, rất là đẹp và rất ok của hàng lưới acoustic đây, rất xịn sò luôn anh em nhé. Với công suất lớn thì anh em phải nghe thấy đánh ra tiếng bát thì rất là lực đúng không ạ, đánh ra tiếng bát rất là lực luôn. Đấy, chưa cần có súp đâu nhưng mà rất là ok rồi.